Vâng, xin chào các bạn, tôi là Kiên. Và hôm nay tôi đã khui thùng cái Roland E7. Và tôi xin nói một vài cái tính năng cũng như cách sử dụng cái đàn này. Sau khi bạn khởi động màn hình chính lên thì các bạn sẽ thấy được cái nguồn của nó. Và chúng ta nhìn thấy các cái style trong cái đàn luôn. Với giao diện của Roland lần này thì cũng gần như cái BK9 kết hợp với cái FA08 rồi kết hợp với một ít của màn hình G28 và cái cần gạt của cái con Juno con sorry cái cần gạt của con XPS10 cộng với bộ shader của XPS10. Với cái đàn này thì bạn có thể làm show mà giống như Yamaha được. Nó lấy style rất là nhanh. Nhà sản xuất trang bị cho các bạn một số cái bên này. Những cái núm để bạn có thể lựa chọn gọi là quick menu để chúng ta lựa chọn thật nhanh cái style hoặc là cái điệu cần chọn. À, tôi không thích ở phiên bản này là nó không có cái con trỏ mà vậy lâu nay tôi vẫn thích. Con trỏ nó không có, được ngược lại thì nó đã trang bị cho các bạn những cái hàng ngoài này thì nói chung là cũng được. Các bạn nghe thử cái style của Manga. Các cái nút out in nó nằm ở bên này hết. Và cái phần lấy điệu thì các bạn đã biết rồi, chúng ta nhấn vào size đây. Đó. Và chúng ta chọn bấm hai lần thì chúng ta sẽ chọn bên này và up lại đây. Thư mục nó nằm ở trong này. Đó. Tiếp theo thì chúng ta chọn tiếng. Cách chọn tiếng của nó rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nhấn vào nút chữ L này. Chữ là lead đấy. Thì chúng ta sẽ có những cái lead như là dân ca hay là đen hay remix, ví dụ dân ca đây. Đó. Chúng ta có thể dùng nút cộng trừ để chúng ta next nó đi, next ha. Đó, chúng ta sẽ có một con số 2, số 3, số 4 và lùi lại. Ví dụ như tiếng bầu là ở số 2. Phần sampler này thì bộ tiếng mà rộng nhà máy đã sản xuất cho chúng ta để chúng ta có khả năng và chơi và di chuyển những cái tiếng khác vào trong này. Ngoài ra thì Roland E7 trang bị cho bạn bộ phím của BK5, BK3 và những cái dòng trước vẫn là phím đó. Tôi thì tôi vẫn thích phím BK9 hơn. Vậy vì dòng phím của BK9 là dòng phím nhám và nó đánh piano, cái octave của nó lớn hơn. Và các bạn cũng phải nghĩ rằng là bất cứ một cái đàn nào của dòng loa thì nó sẽ không bằng cái đàn dòng không có loa. Tại vì nhìn về tổng thể thì cái đàn này có một vài cái cải tiến như vậy và USB nó được trang bị vào bên sau này. USB nó ở sau này thì tôi lại không thích cho lắm. Nếu bạn dùng USB to thì nó cũng hơi bất tiện. Phong cách này là của Yamaha nên tôi vẫn thích USB của Roland nằm ở trên này. Thì mỗi người có một cái lựa chọn riêng. Và bên cạnh đó bạn sẽ nhìn thấy những cái hàng như là hall rồi input rồi DC in rồi mic light. Đó, nó lung tung đây này. Chúng ta có những cái nguồn, ví dụ như chúng ta cắm micro vào hát được. Cái tính năng này ok. Rồi, cái AUX cộng AUX rồi cộng output rồi cộng phone. Phone ở dòng này tích hợp cho chúng ta một cái chứ không có hai cái như BK5. Và chung tổng thể thì cái đèn này nó khá là giống một cái sự lai tạp giữa nhiều dòng khác nhau. Bạn có thể sở hữu liên hệ với số điện thoại 0973 955 861 để được hướng dẫn và
tư vấn mua hàng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm cái video này. Nhớ like và subscribe kênh của mình để nhận những video mới. Cảm ơn các bạn.